mình đưa các cái danh mục vào thì sẽ xem xét tiếp. Đây như cái này thì tính gì, đường như này thì đường này quá xấu luôn. Bà con gọi là tự bỏ công sức, tự mua vật liệu về làm tạm. Không nhưng mà thôi thì làm tạm như này được, nhưng sau này là đề nghị nâng cấp. Thế bằng cái nguồn vốn của cái chương trình mục tiêu là đề nghị nâng cấp được. Cái này là bọn em gọi thường xuyên ở khu này là Huôn Á. Huôn Á. Huôn Á thuộc bản hiệu. Ui, đi cũng bẩn đấy chú ạ. Nhưng mà được cái là kiểu toàn rừng sản xuất nhỉ, vườn đồi.